Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Kênh chính thức chia sẻ hoạt động của crypto cũng như là các dự án của USDC. Ok. Hôm trước đã chia sẻ với bạn là cách để đào cái con mà BFW, Bitmap, Bitwrap chứ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách để rút tiền con Bitwrap này. Ok. Nếu bạn chưa có đường link mà đào con Bitwrap này á thì bạn sẽ lấy link phần mô tả mình có. Ok. Các bạn thấy không, giờ vô trong cái chocolate á thì người ta sẽ nó không cho đào nữa. Cách đây mấy ngày mình cũng hơi bận, mình không có đào nhiều, mình chỉ được đào được có khoảng 0.78 thôi, chưa được một con. Có rất nhiều bạn nói là nói chung là mình rảnh có thể kiếm tiền như đây được, còn bởi vì mình thì mình cũng hơi bận, mình không có đào được. Nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền nha. Chúng ta rút bình thường mát, phí hiện giờ là 0.1 BFW nha, 0.1, hôm trước là 0.2, bây giờ nó xuống 0.1 rồi. Ok, các bạn thấy cái màu trắng đúng không, không hút được. Ok, mình sẽ cho bạn xem là mình có chia sẻ các bạn là cách tạo quỹ BEP20 như chia lên như là liên kết thằng MetaMask với là Chocolate. Các bạn nên vào kênh của mình để mà xem cái video đó để chúng ta thấy liên kết với thằng MetaMask. Ok, hay nạp rút gì đó, các bạn nếu có cần cái gì thì bạn hãy liên hệ với mình sẽ gửi đường link cho bạn xem. Ok, cái thứ hai là chúng ta phải vào cái thằng contract của thằng này nha. Contract mình sẽ để phần mô tả luôn cho bạn luôn, cho mã hợp đồng á, hợp đồng của BMW BSW. Ok, thì các bạn bấm vào phần MetaMask đúng không, mở lên thì ta sẽ bấm thêm token và sẽ dán địa chỉ quý contract vào đây. Nếu các bạn chưa dán, dán vào đây thì bạn bấm xuống đây nó sẽ hiển thị lên BSW và mã thập phân nó là 18, bấm thêm thôi. Cách tạo quỹ MetaMask thì mình đã chia sẻ các bạn trong video trước đó, các bạn có thể vô phần kênh của mình để xem cái video đó để tạo MetaMask. Hiện nay quỹ chocolate nó không cho rút về các bạn nha, tất cả mọi người rút đều như vậy, chung là cái màu trắng thế này. Thì đó chúng ta phải copy, bạn bấm gì, bấm vào chỗ Bitmart đó, copy đó, chúng ta bấm vào cái phần ba gạch trên cùng. Bạn nhớ cái bấm ba gạch nha, bấm gạch này để mình làm chậm cho các bạn xem. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái trình duyệt bạn nha, chỗ trình duyệt thì nó sẽ dán cái địa chỉ vào đây, địa chỉ cái thằng Bitwrap vào đây. Mình đã liên kết thằng MetaMask rồi, còn các bạn chưa liên kết thì bạn bấm nha, để bấm mau rồi mình làm lại cho bạn xem nha. Ok, mình sẽ bấm vào đây mình đeo ra làm lại cho các bạn xem. Ok, thì đầu tiên bạn vô quý MetaMask ta sẽ như thế này, ta sẽ bấm vào contract này, connect liên kết, bấm vào MetaMask, bấm vào MetaMask bạn nha. Ok, nó sẽ gây chuyện thế này thì nó không cho đào nữa. Rồi bấm rút vào nha, chúng ta tiến hành bấm rút nha, rút rao theo bấm chữ ký cho mình. Ok, giờ thành công rồi các bạn, rất đơn giản đúng không. Nhưng đầu tiên các bạn phải liên kết được với MetaMask. MetaMask bạn xem video cũ của mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Ok, thấy chưa về đúng không, chocolate chưa về, MetaMask chắc chúng chưa về đâu, bạn hãy đợi chút xíu nha. Chúng ta sẽ bấm vào ba gạch tiếp nha, ba gạch để chúng ta thoát ra, nó vẫn chưa về. Nói chung là bạn thấy không, tài khoản không còn đúng không. Ok, bấm vào quỹ BSW chưa về luôn. Ok, thì các bạn đợi chút xíu mà lặn lót nha, hoặc là đợi chút xíu cho mình 50 phút giờ cũng được, tại nó chuyển chưa chuyển qua đó bạn. Ok, phí hiện giờ 0.1 thôi. Có rất nhiều bạn nói chung là đào rất là nhiều, nhưng mà mình thì mình không thời gian mình đào nữa, mình chơi rất là ít, chơi một vài con mà về một bữa hai bữa thôi chủ đủ mình rút thôi. Để hướng dẫn các bạn, thật sự là mình không phải là mình nói chảnh, nhưng thật sự là mình kiếm cái này mình kiếm chỉ sẻ các bạn thôi, để các bạn có thể kiếm thêm thu nhập. Còn nếu như mình đang ok 0.6 rồi nha, về rồi nha, mình đang tập trung vô cái ngày nay sàn dịch mà nó BNC á, đồng coin nó xuống, mình đang thu mua lên với đồng coin dưới gọi là giá trị thấp, đang mua giá trị thấp thì mình sẽ tập trung nhiều hơn, đó là những nước cao mà. Còn những cái này mình chung là mình lâu lâu mình rảnh mình làm thôi và chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn đừng thắc mắc tại sao mình đào ít vậy,
Ok, mục đích mình chỉ là bán hàng trong chocolate cũng có luôn đúng không? Ok, liên kết MetaMask thành công rồi. Các bạn muốn cách đăng ký hoặc là cách liên kết MetaMask thì các bạn nên liên hệ với mình hoặc là xem cái video trong phần kênh của mình. Ok, Thầm Nguyễn Official. Chúng ta sẽ qua phần số thưởng ngày hôm nay nha. Ok, 200 đô mới được rút tiền, đúng rồi. Cái thằng này 200 đô rút tiền, nhưng mà bạn biết là khoảng 2 ngày thôi, tầm 2 ngày là tối đủ rồi. Bạn biết một lót một lần là 1 đô, thì 50 giờ là khoảng hơn 2 ngày xíu là ta được 200 đô rồi. Ok, chúng ta làm 30 lần bạn nghe. Mấy nay mình cũng bận do mình Bitcoin xuống quá, mình đang bận đi mua kiếm tiền thêm, mua thêm để mua, người ta sẽ nói là cái này là ok. Nhưng bạn Nghiệp Nguyễn nha, tặng bạn luôn. Ta nói á, cái rủi ro cũng là cái cơ hội, do đó bây giờ mình đang làm coin đang thấp thì mình sẽ mua vào thì vậy thôi. Mình giữ thời gian mà mình không phải mình lướt sóng mà mình chơi coin, nên mình không sợ cái gì hết. Mình mua những đồng coin như là VNC, trên VNC mình mua đồng VNB nè, XHC, những đồng coin đó, Nami, cây, những đồng coin có giá trị sau này nó sẽ lên thôi. Như thằng DBS cũng được, bởi vì DBS mà nếu này mình mua mà làm gì không? Mình đang tập chơi game rất là hay luôn, hoặc ngày mai 21 mình sẽ chia sẻ các bạn, chơi rất là hay. Ok, chúc thành công, hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Đừng quên bình luận comment để lấy số thoại chúng thưởng ngày hôm sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã xem.